Hello, xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay em có lên một cấu hình trị giá 17 triệu cho một bác khách. Theo yêu cầu của một bác khách thì bộ cấu hình này rất là đơn giản thôi. Chỉ có một cục đẩy LA450, một vang ZAKM80X với 8 chế độ Eco cộng Revert anh em nhé. Và một mic U66, một trong những cái bộ mic rất là hay của bên em phân phối. Với bộ cấu hình này thì anh em thấy là rất gọn nhẹ đúng không ạ? Với ba thiết bị này và một cặp loa JBL4012 hàng China loại 1 anh em nhé. 4012 loại 1 đấy, anh em có thể thấy. Với cặp loa này hiện tại bên em đang bán là 8.200.000 đồng anh em nhé. 8.200.000 đồng anh em có thể thấy. Những đôi này là 4012 và made in China, sản xuất tại Trung Quốc, hàng loại 1 anh em nhé. Anh em nhìn đẹp từ ở chất sơn và EK rất đẹp, sử dụng check neo bát 30 gần 3 lớp. Em có thể cho anh em xem qua một lần nữa. Rất là đẹp đúng không ạ? Gần 3 lớp cho tiếng ca rất là mềm. Check neo thì cho cái chất âm của tiếng check cực kỳ là ngọt. Đi về cái cấu hình này thì nó rất là đơn giản như em nói rồi. Chỉ cục đẩy 450 với công suất là 400 cho đến 500W trên một kênh anh em nhé. Cục này thì như nhà sản xuất được 400W, nhưng mà thực tế khi đánh loa thì em cảm giác nó được tầm khoảng độ 500 trên 500W, vì nó đánh tốt được những cặp bát 30. Anh em có thể ghép thêm những cặp bát 25 nữa, chơi tốt anh em nhé. Nói chung là chơi rất tốt, công suất chuẩn, hôm nay anh em yên tâm, hàng chính hãng. Và size của cục đẩy này là size ngắn anh em nhé. Size của nó chỉ 38cm thôi ạ, 38cm thôi ạ, rất là ngắn nhé. Rất là ngắn, này thì đút tủ rất là dễ anh em nhé. Đấy, với cục đẩy này hiện tại đang là 3.700.000 đồng anh em nhé. 3.700.000 đồng với cục đẩy LA450, bảo hành 1 năm. Vang ZAKM8X anh em cũng đã thấy rất nhiều rồi. Anh em có thể thấy là nó có Eco cộng Revert. Đó, với 8 chế độ Eco cộng Revert anh em có thể tùy chọn tùy chỉnh anh em nhé. Tùy chọn tùy chỉnh. Với con vang này thì anh em có thể thấy là có Bluetooth và cổng quang luôn. Con này thì cực kỳ là ok, một trong những chiếc vang tiếng rất hay. Anh em có thể căn chỉnh được Revert rồi. Đó. Với con vang này thì anh em chú ý là những cái nút Eco và nút Mic của nó sẽ rất nhạy, nên anh em chú ý là để nó vừa phải thôi nhá. Kể cả cái nút Music này cũng vậy. Và lưu ý với anh em là con LA450 khi đánh với cặp 4012 này, nó phát huy rất là mạnh công suất anh em nhé. Phát huy rất là mạnh, bình thường anh em chỉ nên để ở mức 11 giờ như này thôi. Đấy, để mức 11 giờ là ok nhất. Đó. Còn đâu khi đánh loa to hơn thì chúng ta sẽ phải cho to hơn. Nhưng mà khi đánh với 4012 này, 4012 nó sử dụng là check neo, nó rất là nhạy anh em nhé. Chỉ để với tầm khoảng độ 11 giờ là ok. Đó. Với con mic này cũng vậy, anh em chỉ cần để mức 11 giờ thôi. Mic này rất bắt. Đó, rất bắt, cực kỳ dễ rất là bắt. Đó, đây là tay mic màu vàng, hiện tại em chỉ còn màu vàng anh em nhé. Đó, dây kết nối thì rất đơn giản thôi anh em nhé, sử dụng một cặp Canon câu xuống cục đẩy vậy là xong. Đây là rắc 6 ly để chúng ta ghép vào, rắc 6 ly chúng ta có thể ghép vào với con vang này có 3 cổng mic đằng sau, 1, 2, 3 anh em có thể ghép. Con này thì có optical luôn, cổng quang và Bluetooth anh em nhé. Đó, con này made in PRC. Đó, anh em rất dễ ghép nối thôi. Ghép từ vang xuống đẩy bằng jack RL vậy là xong anh em nhé. Đó, ngoài ra thì anh em có thể cắm jack hoặc là đấu jack loa vào đây đều ok. Còn mic thì chúng ta có thể cắm vào trên vang rất dễ dàng thôi, rất là đơn giản với bộ cấu hình này. Đấy, đây là nhạc vào anh em đang cắm nhạc vào là từ máy tính. Còn ở ngoài ra anh em dùng gia đình, anh em có thể dùng cổng quang hoặc là dùng Bluetooth anh em nhé. Đó, rất là dễ dàng kết nối thôi ạ. Đó, anh em có thể thấy rất là dễ dàng. Thì với bộ này 17 triệu tròn thì anh em thấy là giá rất rẻ, bình dân và cấu hình rất là hay anh em nhé, nghe nhạc tuyệt vời. Đó, anh em đeo tai nghe cảm nhận chất âm. Tiếng bass, tiếng check rất rõ ràng, sắc nét.
Anh em nhớ đeo tai nghe, cảm nhận chất âm một cách chính xác nhất. Tiếng jack cực kỳ rõ ràng, tách bạch. Tiếng bass thì rất là sâu. Khuyến cáo anh em nên đeo tai nghe, cảm nhận. Xin chào tất cả anh em, hẹn anh em ở clip lần sau. Anh em nhớ đăng ký kênh, ấn chuông để nhận thông báo mới nhất video bên em. Chào tất cả anh em nhé. Oh.